Dạ, em xin kính chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Lân Rừng Hàng Độc Sư Giá Bắc Tây Nguyên. Và hôm nay là ngày 23 tháng 7 của năm 2024. Và rất là vui luôn quý anh chị khi mà trong chuyến tầm lan hôm nay em có về được một cái loại lan rừng ở cho hoa cực kỳ là đẹp và hoa rất là thơm, hoa nở rất là lâu tàn luôn. Đó có tên gọi là lan Hoàng Thảo Trinh Bạch, một cái giống lan rừng thuộc top quý hiếm và top 10 mặt hoa lan hoàng thảo đẹp nhá cô anh chị. Bởi vì cái sao? Nếu lan hoàng thảo trinh bạch cô anh chị, hoa nó rất là to và hoa nó màu trắng tinh khôi, ở phần trong lưỡi của nó là màu đỏ. Đấy, cho nên người ta mới gọi nó là lan hoàng thảo trinh bạch. Đấy, và rất là may luôn khi mà hôm nay em về được toàn những các cái vip khủng. Đấy, như cái loại lan hoàng thảo trinh bạch cô chú anh chị, về cô chú anh chị chỉ cần chơi thân lá thôi là cũng đã đủ phê rồi. Bởi vì sao? Thân nó rất là to và mập. À, cô chú anh chị hình dung cái bút này này, cái bút dạ này này, thân mà nó to như thế này và lá thì lại dòng lá nhựa, nó cực kỳ là phê luôn. Đấy, thì em có đánh số vip ra để cho cô chú và anh chị là dễ dàng sưu tầm và quan sát. Đấy, thì hôm nay em có được 14 vip và giá thì em có ghi cụ thể rồi. Đấy, cô chú anh chị muốn sưu tầm vip nào thì là cứ trực tiếp liên hệ đến số điện thoại của em ở trên tiêu đề là 0965611179 thôi. Em tên là Tú nhá. Hoặc là cô chú anh chị có thể là nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho em cũng được, hoặc qua FMF. Đấy, để đặt cho mình những cái vip mà trinh bạch mà cô chú anh chị muốn sưu tầm. Và hiện tại thì là nó đang lên nụ như vậy. Đấy, về là ta có thể là ngắm hoa luôn. Đấy, nụ thì nó cũng phải tầm khoảng tầm tháng nữa thì mới bắt đầu nó mới bùng ấy cô nhỉ. Đấy. Đó. Thì để không mất nhiều thời gian này thì là em sẽ quay rõ từng vip một luôn. Đây, thì vip số 1. Vip số 1 có giá là 450. Đây là cái vip số 1. Đây. Vip số 1 là mỗi khúc nguyên bản cô chú anh chị. Đây. Này, thân mầm này, nụ đang lên cô chú anh chị này. Đấy, đang lên nụ này. Đấy, đang lên nụ nha. Đấy. Đang lên nụ này. Và cái thằng Hoàng Thảo Trinh Bạch này rất là hay cô chú anh chị. Nó ra các cái mắt hoa là ở như các cái lá này này. Đấy. Thì các cái mắt mà chưa ra thì là nó sẽ ra tiếp. Đấy, đây nhá. Cứ đếm lá là nó ra mắt thôi, ra hoa thôi. Đây này, mãi tít dưới đây nó còn ra này. Đó. Này, cô nhìn cái lá của nó này, nhựa này, thân mầm rất là mập mạp luôn. Và đây là cái vip số 4, à vip số 1. Đây là cái vip số 1, có giá là 450 cho một cái vip rất là khủng. Về cô chỉ đặt vào trong chậu luôn thôi. Đó. Về cô chỉ đặt nguyên vào trong chậu là được rồi. Đấy. Rồi, vip số 1 có giá là 450. Em qua vip số 2 này, vip số 2 có giá là 350 và vip số 2 cũng là một cái khúc nguyên bản này. Và cô chỉ nhìn cái thân mầm của nó này, cực kỳ là đã luôn nhá. Và đang lên nụ này. Đây, đang lên nụ này. Đấy, đang lên nụ nhá. Đang lên nụ. Đó. Đang lên nụ. Mà cô chú nhìn cái thân lá của nó này, cực kỳ là phê luôn nhá. Đấy, đang lên nụ. Đó. Đang lên nụ. Không phải là thân già rồi mà nó không ra hoa đâu cô chú anh chị, mà thân già rồi nó vẫn ra bình thường nhá. Đây này. Đấy, ví dụ đây là mấy cái thân già này nó chưa hề là có một cái cuống hoa nào luôn ấy. Đấy, đây là cái vip số 2. Ai? Vip số 2 của lan Hoàng Thảo Trinh Bạch, một cái khúc rất là đẹp. Đó. Vip số 2 có giá là 350. Rồi tiếp theo là vip số 3. Vip số 3 có giá là 350 luôn. Và đây là một khúc vip số 3. Thì vip số 3 này thì nó bám chung là được hai rề của anh chị, một rề này. Đấy, một rề này. Một rề này. Hai rề này. Đó, hai rề. Mà nụ đang lên này. Đây, đang lên nụ đây. Đang lên nụ này. Đấy, đang lên nụ nhá. Đấy, đang lên nụ này. Đấy. Cái vip số 3 này về cô chú đặt vô lên chậu là y bài luôn này. Đấy, cũng có thế vào chậu luôn rồi. Đấy. Này, chặt được cái khúc cây này về cũng là khó khăn cực kỳ luôn cô chú anh chị. Đó. Đây là cái vip số 3, có giá là 350. Đấy, vip số 3 đây. Đấy, vip số 3 có giá là 350. Rồi, vip số 4 này. Vip số 4 thì cũng có giá là 350. Và đây là cái rề vip số 4 anh chị. Đây, cái mảng rề đây. Cỡ mà cái thân cây to quá không chặt được cho nên là phải đi bóc thôi. Đấy, mà cô nhìn nụ đang lên này. Đó. Đang lên nụ này. Đấy, thấy chưa? Đó, đang nụ lên này. Này. Đấy, đây là cái rề vip số 4. Có giá là 350. Đấy, vip số 4 có giá là 350. Cực kỳ là đẹp luôn cô chú. Về cái loại này đúng là chỉ chơi thân lá thôi là cũng thấy vui rồi. Đấy, chưa cần đến nói là hoa khi mà nó ra nữa, thì hoa thì đang lên nụ rồi đây. Đấy, cô anh chị nhìn cái lá này, nhựa cực kỳ là đã. Đấy.
Rồi, VIP số 4 có giá là 350. VIP số 5 này. VIP số 5 cũng có giá là 350 này. Đây là một cái rể VIP số 5 này. Đấy, VIP số 5 đây. Đây, quý vị. Thấy chưa? Quả nó này mà nụ nó này. Đấy, nói chung là dề nào dề nấy là đang có nụ hết nhá quý vị. Đấy, về là quý vị thì trồng trồng lên vào tháng tầm 1 tháng nữa là có hoa để ta ngắm rồi. Và đây là cái mảng dề VIP số 5. Đấy, mảng dề VIP số 5 đây. Đó, có giá là 350 cho cái VIP số 5 này. Đấy. Rồi, em qua VIP số 6 này. VIP số 6 có giá là 300 này. Đây. VIP số 6 này cũng là đẽo từ vỏ cây ra. Quý vị nhìn này. Đấy, cái rể rất là đẹp nhá. Rể này về lên chậu luôn này. Đấy, quý vị nhìn thấy em dựng đứng lên không? Về lên chậu luôn. Và nó cũng đang có nụ nhá. Đấy, nó cũng đang có nụ, đang có nụ đây. Đấy. Đang có nụ. Rồi, đây là VIP số 6. Có giá là 300. Rồi, VIP số 7. VIP số 7 có giá là 300 luôn. Và đây là cái zip VIP số 7 này. Quý vị nhìn nụ lên này. Đó. Thấy chưa? Nụ này. Đấy. Dề này thì về ta cũng lên chậu thôi. Đó. Quý vị nhìn cái thân lá là nhìn thấy lăn phê luôn. Đó. Rồi đây là VIP số 7. Có giá là 300. Cho Hoàng Thảo Trinh Bạch. Rồi VIP số 8 này. VIP số 8 thì cũng có giá là 300. Thì đây là cái mảng dề VIP số 8. Thằng VIP số 8 này thì là đây, cái thân lá của nó đây quý vị. Thì tiếc là nó vừa ra hoa xong rồi. Thì nó cũng đang sưng mắt lên nữa đấy. Đấy. Nó cũng đang còn sưng mắt lên. Đây. Đây là cái mảng rể VIP số 8 này, có giá là 300. Đấy, mảng rể VIP số 8 này có giá là 300 nhá. Cho cái VIP số 8 này. Rồi VIP số 9 này. VIP số 9 có giá là 250 này. Đây là cái rể VIP số 9 này quý anh chị này. Cái dòng này là rể thân dài. Đấy, dòng thân dài này, lá này. Đấy. Thằng này thì nó đang sưng mắt thôi. Đây, đang sưng mắt thôi. Đấy, đang sưng hoa thôi, đang sưng mắt hoa thôi. Đấy. Đây là cái mảng rể VIP số 9 có giá là 250. Đó. Cô chú anh chị em là tranh thủ sưu tầm đi, bởi vì cái dòng này cực kỳ là giờ là cực kỳ là khan hiếm rồi. Nó không còn nhiều nữa. Đấy, VIP số 10 có giá là 200 này. Đây là cái khúc nguyên bản VIP số 10. Đấy. Đây là khúc nguyên bản VIP số 10. Đấy. Thì càng ngày cái loại lan gì mà càng giá trị, càng hiếm thì lại càng càng đắt nhá cô anh chị. Đó, bởi vì càng ngày ở rừng thì nó càng ít đi rồi. Đấy. Cho nên là ta tranh thủ để ta sưu tầm những cái giống nào mà khan hiếm và quý hiếm để mà ta sưu tầm vào trong cái vườn lan của mình. Đó là VIP số 10. Có giá là 200 nhá quý vị. VIP số 10 có giá là 200. Rồi, em qua cái VIP số 11 này. VIP số 11 cũng có giá là 200 này. VIP số 11 này là một cái khúc nguyên bản luôn. Đây. Và VIP số 11 đây. Thân tơ của nó này cũng đang nụ này. Đó. Đấy, đang nụ nhá. Đấy, đây là VIP số 11 có giá là 200. Đó. Rồi, VIP số 12 này. VIP số 12 có giá là 150 này. Đây là cái VIP số 12. Thì cái thằng 12 này thì là hai cũng được hai thân lá nhưng mà nó ra hoa rồi cô nhị, nhưng mà được cái là cái rể rất là lực và khỏe và đẹp nữa. Đấy, cho nên là giá nó cũng cao. Đó. Đây. Đây là cái mảng rể của cái VIP số 12 có giá là 150. Đấy. Rồi, VIP số 13 này, 13 cũng có giá là 150 này. Đây, cái thằng 13 này quý vị này, thân này đang có nụ này. Đấy. Đấy nha, VIP số 13 có giá là 150. Đấy. Đấy, 13 150. Rồi, 14 này, 14 thì có giá 120. Thì đây, thằng 14 đây, có giá 120 này, thân vàng óng luôn này. Không phải là bị úng đâu cô nhị, mà cái đài là nó ăn nắng nhiều. Đó. Nó ăn nắng nhiều. Đó. Đang VIP số 12 này, à VIP số 14 này cũng đang nụ này. Đấy, có giá là 120 cho cô chú sưu tầm cái VIP số 14 này. Và đấy là 14 VIP Hoàng Thảo Trinh Bạch mà hôm nay muốn chia sẻ cho cô chú và anh chị là sưu tầm nhá. Đấy thì là cái hàng hiếm cho nên là giá trị nó cũng cao cô chị. Đó, cũng không phải là như các cái loại lan công nghiệp mà thì trồng thì nó cũng giá trị thôi nhưng mà nó không quý và
không giá trị bằng cái hàng rừng được. Đấy, bởi vì hàng rừng thì càng ngày thì càng ít đi chứ không thể mà nhiều ra được. Cho nên là cô chú anh chị tranh thủ sưu tầm đi nhá. Đấy, thì hôm nay em có 14 vip thôi. Cô chú anh chị muốn sưu tầm vip nào thì cứ liên hệ đến em nhá. Và em xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn mọi người vào các clip tiếp theo của kênh Lan Rừng Hàng Độc Xuôi Giá Bắc Tây Nguyên. Rồi, em xin chào cả nhà.